dị, xã Mỹ Phú Đông là một trong ba xã cuối của huyện Thoại Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Từ một xã khó khăn của huyện, sau 7 năm xây dựng nông thôn mới và hơn 3 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, giờ đây đời sống vật chất và tinh thần người dân Mỹ Phú Đông đang mỗi ngày nâng lên theo hướng văn minh hiện đại. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, các hạ tầng giao thông, y tế, trường học được đầu tư một cách đồng bộ. Người dân ngày càng ý thức cao về sự đoàn kết, phải cùng nhau phát triển quê hương. Đó là những thành quả quan trọng nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Mỹ Phú Đông. Và đến nay, địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại quá trình nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương qua phóng sự do Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn thực hiện. Mỹ Phú Đông là một xã nông nghiệp cách trung tâm huyện 14 km, địa phương giáp với các xã Định Mỹ, An Bình, Tây Phú, Vọng Đông, Thoại Giang, Vĩnh Phú, tổng diện tích tự nhiên 3.090 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 2.839 ha. Toàn xã có 3 ấp Tân Mỹ, Tân Phú và Tân Đông, tổng dân số 3.894 người với tổng số 1.057 hộ. Địa phương với 7 tiểu vùng đề bao khép kín đảm bảo sản xuất lúa ba vụ trong năm, có hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Năm 2021, khi triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã đạt rất thấp, dưới 5 tiêu chí, nhưng được sự quan tâm và tập trung chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp, các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện chương trình, đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm chính trị của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo điều hành, huy động mọi nguồn lực và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân để triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với kết quả đó, xã Mỹ Phú Đông được ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Xã Mỹ Phú Đông được huyện chọn lộ trình hoàn thành nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2021, thực hiện quyết định số 1005 trên QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Với sự nỗ lực, phấn đấu của đảng, chính quyền và nhân dân, đến nay, xã Mỹ Phú Đông đã duy trì nâng chức các tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới và hoàn thành đạt 19 trên 19 tiêu chí, 35 trên 35 chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 1005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã phát triển ổn định, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, các nguồn lực trong xã hội được khơi dậy, tiềm năng và lợi thế được phát huy, nhiều lĩnh vực có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất được tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với sự phát triển công nghiệp dịch vụ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn dân chủ, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2021 là trên 30 tỷ 700 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, xã là hơn 9 tỷ 023 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án hơn 11 tỷ 700 triệu đồng, vốn tín dụng hơn 6 tỷ 623 triệu đồng, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ 280 triệu đồng để thực hiện với những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực. Nhóm tiêu chí, quy hoạch giao thông, điện, trường học, y tế, cơ sở vật chất, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở, dân cư. Xã đã lập quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường, chỉnh trang khu dân cư hiện có trên địa bàn xã, được Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn phê duyệt theo quyết định số 5659 trên QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2011, niêm yết công khai quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các ấp để người dân biết và thực hiện. Hệ thống giao thông của xã đầu tư nâng cấp đồng bộ từ đường trục ấp, đường liên ấp, đường ngõ, xóm đều đảm bảo nhựa hóa, cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa, và các đường trục chính nội đồng đảm bảo phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Từ năm 2018 đến nay, xã đã xây dựng mới 2 cầu giao thông và sửa chữa 4 cây,
mở rộng giao thông nội đồng, tổng chiều dài 12,2 km, nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông Nam Mỹ Phú Đông, chiều dài 5,1 km, chiều rộng mặt đường nhựa 5,5 m. Các công trình giao thông đều có sự đóng góp tích cực của mạnh thường quân, doanh nghiệp và người dân theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn các xã hiện nay đã hoàn thiện, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đáp ứng 100% nhu cầu sản xuất và dân sinh. Toàn xã có 7 tiểu vùng, có 17 tuyến kênh mương kiên cố hóa với tổng chiều dài 84,20 km, 6 cống bản và 8 cống tròn đảm bảo sản xuất 3 vụ. Tổng số hộ dân sử dụng điện thường xuyên trên địa bàn xã hiện nay là 1.055 trên 1.057 hộ, đạt 99,84%, tăng 0,18% so với năm 2018. Toàn xã có 2 trường gồm trường Mẫu giáo Mỹ Phú Đông và trường Tiểu học Mỹ Phú Đông. Các trường đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới các phòng học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, 2 trên 2 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia với tỷ lệ 100%. Xã có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao hoàn thành sử dụng vào năm 2018. Hàng năm đều duy tu bảo dưỡng, duy trì thường xuyên các hoạt động. Mô hình điểm trong sinh hoạt văn hóa thể thao phát huy có hiệu quả như mô hình câu lạc bộ bóng chuyền Nam, chợ Mỹ Phú Đông có tổng diện tích 2.380 m², tổng số hộ kinh doanh là 60 hộ, cơ sở hạ tầng thương mại đảm bảo các yêu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh xử lý rác đúng quy định. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng của xã với tỷ lệ tiếp nhận và phát hành văn bản điện tử tối thiểu đạt 90%, giải quyết các thủ tục hành chính được người dân đồng tình và đánh giá cao. Giai đoạn 2019-2021, xã vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân trong và ngoài địa phương cất mới và sửa chữa 29 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với số tiền 1.090.000.000 đồng. Bên cạnh đó, vận động nhân dân đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp nhà ở, đảm bảo khang trang, chỉnh trang hàng rào, trồng cây xanh, hoa kiểng trước nhà, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Toàn xã có 903 trên 1.057 hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đạt 85,43%, tăng 15,9% so với năm 2018. Nhóm tiêu chí thu nhập hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, môi trường. Đây là nhóm tiêu chí mà ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương xác định là những tiêu chí khó cần phải tập trung, quyết tâm cao nhất để thực hiện. Tuy khó làm vậy, nhưng trên tinh thần quyết tâm cao nên chính quyền địa phương luôn dồn sức khắc phục, thường xuyên bám dân, sâu sát địa bàn để thuyết phục vận động nhân dân cùng hưởng ứng. Đến nay, thu nhập bình quân ở xã đến năm 2021 là gần 62 triệu đồng một người một năm. Địa phương duy trì diện tích trồng lúa 3 vụ với 8.517 ha một năm, vận động người dân chuyển đổi thêm 28 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nâng tổng số diện tích trồng màu đến nay là 76,7 ha, tăng thêm thu nhập 4,6 tỷ đồng so với trồng lúa. Chuyển 40 ha từ đất lúa vàm, đất vườn tạm kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ vào sản xuất trên cây nhãn thanh, mít thái, xoài, chanh, bưởi, quýt, tăng thu nhập thêm gần 3,2 tỷ đồng. Chuyển đổi mô hình chăn nuôi, nuôi thủy sản kém hiệu quả sang chăn nuôi heo, cá tra bột, cá ao hầm, lươn bể bồn, ba ba, ốc bươu, tăng thêm thu nhập trên 4 tỷ đồng. Thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với công ty Angemas Kitoku được 498,7 ha từ năm 2021, tăng thu nhập thêm gần 1 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động có việc làm có đào tạo chiếm 66,8%, tăng 40,64% so với năm 2018. Địa phương đa dạng hóa các loại hình dạy nghề phù hợp địa phương với các ngành nghề như may công nghiệp, kỹ thuật làm giường, kỹ thuật sửa chữa phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Thúc đẩy tạo điều kiện phát triển ngành nghề phi nông nghiệp đã phát triển được 21 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu cơ khí, hàng tiện, sản xuất đồ dùng trong xây dựng. Phát triển được 3 doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh vật tư nông nghiệp, xăng dầu. Ngoài ra, toàn xã còn có 167 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thu hút 316 lao động có việc làm tạo ra thu nhập. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã giới thiệu hộ nghèo tiếp cận nguồn chính sách, duy trì công tác gặp gỡ đối thoại với hộ nghèo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để có giải pháp giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững. Xã đã vận động nguồn lực xã hội hóa,
cất mới được và sửa chữa 29 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, duy trì hỗ trợ vốn trồng trọt chăn nuôi, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn liên tục giảm qua các năm. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7 trên 1.055 hộ, chiếm tỷ lệ 0,66%, giảm 2,45%, giảm 26 hộ so với năm 2018. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã nông nghiệp hiện đang hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012 là hợp tác xã nông nghiệp Tân Đông và hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Phú Đông với các loại hình dịch vụ bơm tiêu úng vụ thu đông, dịch vụ hỗ trợ liên kết sản xuất lúa Nhật, dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực Thoại Sơn. Các dịch vụ được hợp tác xã cung ứng đều có lợi nhuận, thành viên phấn khởi và quyết tâm phát triển hợp tác xã ngày một vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Xã thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã là cây lúa, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2021, hợp tác xã là cầu nối cho tổ sản xuất lúa Nhật, hợp đồng sản xuất lúa Nhật cung ứng cho công ty cả 3 vụ, tổng cộng 98,7 ha. Năm 2021, hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực Thoại Sơn với diện tích là 400 ha. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 95,8%, tăng 3,45% so với năm 2018. Từ năm 2018 đến năm 2021, các ấp đều được công nhận danh hiệu ấp đạt chuẩn văn hóa theo quy định với 3 trên 3 ấp đạt tỷ lệ 100%. 1.057 trên 1.057 hộ dân đều sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%, tăng 14,93% so với năm 2018. Số hộ tham gia mạng lưới thu gom rác là 799 trên 1.057 hộ thực tế thường trú đạt tỷ lệ 75,59%. Số còn lại tự xử lý và cam kết không để phát sinh ô nhiễm môi trường. Khi đã an tâm về tài chính, người dân bắt đầu có nhiều thời gian và tâm trí đến đời sống tinh thần cũng như hưởng thụ trong đời sống hàng ngày. Cảnh quan là một trong số yếu tố có sự thay đổi tích cực. Hiện toàn xã có 818 trên 1.057 hộ đạt cảnh quan nơi ở xanh, sạch, đẹp, tỷ lệ 77,39%. Dịch vụ viễn thông đến tận nhà đảm bảo nguồn thông tin qua hệ thống truyền thanh của xã và nhu cầu sử dụng Internet, mạng Wi-Fi đến tận người dân. Nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị quốc phòng an ninh. 21 trên 21 cán bộ công chức xã bảo đảm đủ các tiêu chuẩn theo ngạch bậc công chức hành chính. 100% tỷ lệ người dân tổ chức hài lòng về giải quyết hành chính xã. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Các loại tội phạm tuy có xảy ra nhưng đều được xử lý kịp thời. Duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình an ninh trật tự như diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đội dân phòng thường trực phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng của địa phương, đơn vị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp đạt 100% chỉ tiêu. Hàng năm, công an xã được huyện công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cá nhân bị kỷ luật. Quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương, người dân ngày càng đoàn kết và ý thức cao cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp, mạnh dạn chuyển đổi trồng những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và mang tính cạnh tranh sản phẩm. Điển hình như mô hình trồng cam, quýt, bưởi, ứng dụng hệ thống phun tưới tự động của ông Lâm Văn Danh, ấp Tân Phú, diện tích 2 hectare, được nhà nước hỗ trợ 120 triệu đồng từ nguồn vốn công nghệ cao, lợi nhuận 120 triệu đồng một năm. Mô hình trồng nhãn thanh, ứng dụng hệ thống phun tự động của ông Lê Hữu Thống, ấp Tân Đông, diện tích 7 hectare, được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn công nghệ cao, lợi nhuận 150 triệu đồng một năm. Mô hình này đang hướng tới sản phẩm OCOP huyện. Mô hình trồng chôm chôm Indo và chôm chôm Thái, ứng dụng hệ thống phun tưới tự động gắn cảm biến và châm phân điều khiển qua điện thoại của ông Nguyễn Tấn Thành với diện tích 1,4 hectare đã cho trái vụ đầu tiên. Mô hình đang làm hồ sơ trình tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn công nghệ cao của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và còn nhiều mô hình nuôi thủy sản như nuôi ếch, nuôi lươn, cá rô, nuôi ba ba tăng thu nhập đáng kể cho người dân. Cùng với các mô hình kinh tế, địa phương duy trì các mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm. Mô hình trồng hoa trên các tuyến đường chính của xã Mỹ Phú Đông được người dân rất đồng tình, phấn khởi vì đây là mô hình góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Mô hình này hiện nay vẫn duy trì tốt và nhân rộng ra trên địa bàn toàn xã. Hôm nay xã Mỹ Phú Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bản thân tôi thì rất vui và phấn khởi. Diện mạo nông thôn mới
của xã Mỹ Phú Đông được thay đổi vượt bậc. Trong đó, tâm huyết đắt nhất là cái xã nông thôn mới được khang trang, cầu nông thôn được bê tông hóa, điện đường trường trạm đổi mới và nâng lên mạng lưới internet thì coi như là được kéo về đến tận nông thôn và các kinh. Công tác an sinh xã hội thì được đảm bảo, giải quyết hành chính thì được nhanh gọn và sự đồng thuận của toàn thể người dân, các mạnh thường quân, doanh nghiệp của xã Mỹ Phú Đông nên mới có cái thành tựu được như ngày hôm nay. Với những thành tựu mang lại, tôi cùng bà con trong xã đó là nguyện cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành xây dựng xã nông thôn mới đạt kiểu mẫu trong thời gian tới. Đến với xã Mỹ Phú Đông hôm nay, hiện hữu bức tranh vùng quê nông thôn mới nâng cao với những gam màu tươi sáng. Vẫn diện tích trồng lúa chiếm đa số nhưng là lúa chất lượng cao, xuất khẩu, canh tác bằng cơ giới, sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Những diện tích vườn cây ăn trái xum xuê, xanh tốt, hiệu quả, bền vững thay thế cho những ruộng lúa kém hiệu quả. Những tuyến đường hoa lung linh khoe sắc, những tuyến đường nhựa hóa mở rộng, nâng cấp phẳng lì, rợp bóng cây xanh. Những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau, trường học, trạm y tế ngày càng khang trang hiện đại, hệ thống điện, đèn LED thắp sáng đường quê, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, an ninh chính trị ổn định và giữ vững, các dịch vụ viễn thông Internet, Wi-Fi đến tận với mỗi người dân. Với kết quả đạt được nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, thay mặt cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phú Đông, xin chân thành cảm ơn đến tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, ban chỉ đạo, văn phòng điều phối của tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, cảm ơn huyện ủy, ủy ban dân huyện, ban chỉ đạo và văn phòng điều phối của huyện, các phòng ban của huyện, các mạnh thường quân cùng với tất cả nhân dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã năm 2021 để tiếp tục duy trì năng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cũng như phấn đấu từ nay đến năm 2025 xã đạt được là nông thôn mới kiểu mẫu. Ban chỉ đạo xã, ban quản lý xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tập trung công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia trong vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ hai, vận động người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái và duy trì các cái mô hình ứng dụng công nghệ cao, đồng thời kết hợp với tập đoàn Lộc Trời thực hiện chương trình 123 để làm sao đảm bảo cho người dân tăng cái mức thu nhập hàng năm. Đặc biệt nữa là tổ chức các cái buổi diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân. Cái thứ năm nữa là phối hợp với văn phòng điều phối của tỉnh, văn phòng điều phối của huyện, các sở ban ngành của tỉnh, của huyện để thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao tiến đến kiểu mẫu trong cái thời gian tới để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy giai đoạn 2020-2025 đạt theo nghị quyết đã đề ra. Nhìn lại thành quả chung sức đoàn kết đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đảng bộ, chính quyền và người dân xã Mỹ Phú Đông càng phấn khởi tự hào. Đây vừa là niềm vui, động lực để đảng bộ, chính quyền và người dân xã Mỹ Phú Đông tiếp tục giữ mãi vùng quê đáng sống, vùng quê của sự chung sức, chung ý chí, chung niềm tin để cùng nhau chinh phục nước thang chặng đường mới, chặng đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, xây dựng quê hương Mỹ Phú Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trên vùng đất thoại, anh hùng.